Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể bà con nhân dân, thay mặt ban tổ chức đại hội, xin được trân trọng kính mời các đoàn diễu hành khẩn trương về vị trí tập kết. Xin được trân trọng kính mời các đồng chí có tên sau lên hàng ghế đoàn chủ tịch để điều hành, chỉ đạo tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã Ngọc Mỹ lần thứ 6 năm 2022. Xin được trân trọng kính mời và giới thiệu đồng chí Bùi Văn Dương, Bí thư Đảng ủy. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Bùi Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Bùi Thị Giang, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao xã Ngọc Mỹ. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Bùi Văn Tiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao xã Ngọc Mỹ. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Văn Đại, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Xin được trân trọng kính mời các đồng chí. Tất cả các đoàn chú ý, các lực lượng tham gia diễu hành chú ý. Cuộc diễu hành biểu dương lực lượng Đại hội Thể dục Thể thao xã Ngọc Mỹ lần thứ 6 năm 2022 bắt đầu. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể đại hội, Ngọc Mỹ là xã giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, nơi còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường. Là xã có bề dày thành tích về thể dục thể thao, những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Ngọc Mỹ luôn quan tâm và tập trung đầu tư phát triển cho sự nghiệp thể dục thể thao trên toàn xã, góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ phát triển thể dục thể thao quần chúng. Đại hội Thể dục Thể thao xã Ngọc Mỹ lần thứ 6 năm 2022 được diễn ra trong niềm vui phấn khởi của toàn thể nhân dân các dân tộc trong xã, hướng tới kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt chào mừng sự kiện chính trị lớn của đất nước. Tại kỳ đại hội lần này là dịp để chúng ta khẳng định sự phát triển phong trào thể dục thể thao của xã nhà trong cuộc hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, vận động toàn dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe, phục vụ lao động sản xuất, học tập và công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Hôm nay, trong không khí tưng bừng của những ngày tháng tư lịch sử, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ngọc Mỹ long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã Ngọc Mỹ lần thứ 6 năm 2022. Đây là dịp để chúng ta thể hiện ý chí cũng như tinh thần thượng võ đối với thể thao của địa phương, đồng thời cũng là dịp để biểu dương và phát huy những thành quả mà chúng ta đã đạt được trong nhiều năm qua. Kính thưa Đại hội, dẫn đầu đoàn diễu hành là quốc quỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nền đỏ thắm và ngôi sao vàng năm cánh đang được dâng bước tiến vào lễ đài. Lá cờ Tổ quốc được nhuộm đỏ bởi máu đào của các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc để đất nước ta được nở hoa độc lập, kết trái tự do, dân tộc ta được sống trong hòa bình. Cờ đỏ sao vàng năm cánh là hồn thiêng của đất Việt, là biểu tượng bất diệt cho ý chí cuột cường và tinh thần độc lập tự do của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, màu cờ đỏ sao vàng dẫn đường cho cả dân tộc vững bước trên con đường xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và giàu mạnh. Tiếp theo là đoàn diễu hành lá cờ Olympic được các đồng chí đoàn viên thanh niên nâng rước qua lễ đài. Nổi lên trên nền trắng là năm vòng tròn, tượng trưng cho sự đoàn kết, nhất trí của năm châu lục, biểu tượng của tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ. Lá cờ như nhắc nhở mỗi vận động viên tham gia thi đấu phải hết mình, phấn đấu nhanh hơn, cao hơn, xa hơn và khỏe hơn để sánh vai với các nước trên thế giới, đồng thời có sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đang tiến vào lễ đài là chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới do các đồng chí đoàn viên thanh niên rước tiến vào lễ đài. Hồ Chí Minh người cha già, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi bão tố phong ba để cập bến bờ ấm no, tự do và hạnh phúc. Hôm nay, trong buổi lễ trang trọng này, chân dung của người như đang vẫy gọi và cổ vũ chúng ta hãy tích cực tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Ngọc Mỹ luôn quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, tích cực rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đang tiến vào lễ đài, đó là hình ảnh biểu tượng của Đại hội Thể dục Thể thao xã Ngọc Mỹ lần thứ 6 năm 2022.
mang dòng chữ Đại hội Thể dục Thể thao xã Ngọc Mỹ lần thứ 6 năm 2022. Biểu tượng thể hiện niềm tin, sức mạnh, lòng quyết tâm, sự đoàn kết và khát vọng chiến thắng trong thi đấu và rèn luyện thể thao của tuổi trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Ngọc Mỹ nói riêng. Với tinh thần khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tất cả hội tụ về đây cùng đua sức, đua tài, cùng nhau giao lưu, học hỏi với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng. Biểu tượng như nhắc nhở chúng ta hãy rèn luyện thân thể để nâng cao thể chất, phát triển các tố chất của con người cần có, đó là nhanh, mạnh, bền và khéo léo, phấn đấu để trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Đang tiến vào lễ đài là khối hồng kỳ, một rừng cờ đỏ thắm với lực lượng trẻ trung, hùng hậu và khỏe khoắn của 40 học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xã Ngọc Mỹ lướt vào lễ đài. Đây là lực lượng tương lai, là sắc màu biểu dương ý chí và sức mạnh của dân tộc, cổ vũ toàn thể nhân dân hưởng ứng và làm theo lời dạy của Bác, vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, sự nghiệp thể dục thể thao là sự nghiệp cao cả, thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần thượng võ của dân tộc. Đang tiến vào lễ đài, đó là khối cờ Olympic về chúc mừng đại hội. Một rừng cờ màu trắng tinh khiết với điểm nhấn là 5 vòng tròn được gắn kết và với nhau, ở giữa là lá cờ biểu tượng cho sự không phân biệt giữa các châu lục, các dân tộc, các tôn giáo, các màu da trên thế giới trong tham gia thi đấu thể thao. Biểu tượng chung của tinh thần thể thao, đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ. Rừng cờ như nhắc nhở mỗi vận động viên tham gia thi đấu phải đoàn kết hết mình nhưng phải đúng luật, quy định, rèn luyện sức khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đang tiến vào lễ đài là khối lực lượng vũ trang về tham dự đại hội. Lực lượng vũ trang xã Ngọc Mỹ luôn được xây dựng và củng cố kiến thức về an ninh và quân sự, có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định rõ vai trò nhiệm vụ của mình, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, chính quyền về nhiệm vụ chính trị an ninh quốc phòng, vừa sẵn sàng chiến đấu lại luôn đi đầu trong các phong trào. Lực lượng vũ trang xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho sự bình yên của quê hương làng xóm, là nòng cốt trong phong trào phát động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đang tiến vào lễ đài là khối trọng tài của đại hội, là những người cầm cân nảy mực cho các trận thi đấu của các môn thể thao diễn ra trong đại hội. Tham gia đại hội thể dục thể thao lần này, mặc dù các trọng tài phần lớn là chưa qua đào tạo ở các trường lớp chính quy, nhưng với tinh thần học hỏi cộng thêm kinh nghiệm cá nhân, lực lượng trọng tài sẽ đảm bảo điều hành các trận đấu của đại hội với tinh thần chính xác, công bằng, khách quan, vô tư, đúng luật và đúng điều lệ đại hội. Chúng ta tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cao, các trọng tài sẽ góp phần quan trọng trong công tác điều hành các môn thi đấu của đại hội, góp phần vào sự thành công của đại hội. Tiếp theo, các khối diễu hành của các vận động viên đến từ 13 xóm về tham dự đại hội. Lực lượng vận động viên là sự thể hiện đánh giá quá trình phát triển của phong trào thể dục thể thao của xã nhà. Đây là lực lượng nòng cốt để phát triển thể thao quần chúng, nhân rộng các phong trào tập luyện thể dục thể thao toàn xã. Hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, các vận động viên luôn hăng say tập luyện và thi đấu hết mình. Đến với đại hội lần này, các vận động viên hứa hẹn sẽ thi đấu nhiệt tình, đoàn kết, chất lượng và đạt nhiều thành tích cao trong tham gia thi đấu. Đang tiến vào lễ đài là khối diễu hành của Hội Cựu chiến binh xã Ngọc Mỹ về tham dự đại hội, đại diện cho hơn 553 hội viên Hội Cựu chiến binh xã nhà. Hội Cựu chiến binh luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Họ là những người lính một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Với tinh thần trung thành, đoàn kết, gương mẫu và đổi mới, tích cực tham gia các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương, xứng đáng là lực lượng tin cậy cho Đảng, chính quyền và được nhân dân tin yêu. Đang tiến vào lễ đài là khối diễu hành của các em học sinh đến từ liên đội trường tiểu học và trung học cơ sở xã Ngọc Mỹ. Đây là những bông hoa tiêu biểu ngát hương đại diện cho hơn 1.400 học sinh ở các học trong toàn xã Ngọc Mỹ về tham dự đại hội. Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, các em đã không ngừng phấn đấu thi đua sôi nổi trong học tập, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như phong trào nghìn việc tốt, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, luôn thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.
đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao, cơ sở vật chất được đầu tư, học sinh chuyển cấp chuyển lớp và thi tốt nghiệp luôn đạt tỷ lệ cao. Nhiều năm nay xã luôn quan tâm tới giáo dục thể chất để học sinh được phát triển toàn diện, hướng tới chân thiện mỹ, xây dựng con người ngày càng hoàn thiện, góp phần xây dựng quê hương đất nước mai sau. Đang tiến vào lễ đài, đó là khối diễu hành của các thầy cô giáo và cán bộ trạm y tế xã Ngọc Mỹ về tham dự đại hội, là những người đại diện cho tầng lớp trí thức. Họ đã cống hiến ra sức xây dựng cho sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, luôn tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thường xuyên được chú trọng và phát triển mạnh mẽ nhằm nâng cao thể lực, sức khỏe, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất và nâng cao đời sống tinh thần cho đội ngũ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với trang phục màu áo xanh truyền thống, khối diễu hành của đoàn thanh niên đại diện cho 945 đoàn viên thanh niên trong toàn xã đang tiến vào lễ đài, mang trong mình truyền thống của quê hương. Tuổi trẻ xã Ngọc Mỹ đang thực hiện tốt các phong trào của đoàn thanh niên trong thời kỳ đổi mới, xung kích sáng tạo với nhiều phong trào hoạt động, đặc biệt là phong trào thể dục thể thao được phát triển rộng khắp, đa dạng về loại hình. Chúc các đồng chí hãy tích cực học tập, rèn luyện, xây dựng các phong trào đoàn, hội, đội phát triển, luôn xứng đáng là cánh tay phải đắc lực, là đội hậu bị tin cậy của Đảng, xứng đáng là lớp thanh niên. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Đang tiến vào lễ đài là khối Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Mỹ về tham dự đại hội, đại diện cho hơn 1.200 hội viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Mỹ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy và sự định hướng chuyên môn của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Lạc đã tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ xã khóa 25, nhiệm kỳ 2021-2026, phát huy tốt phẩm chất người phụ nữ Việt Nam, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Phong trào văn hóa thể dục thể thao luôn được đẩy mạnh và duy trì, mỗi cơ sở hội ít nhất có một đội hình, hình thức văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Với những kết quả đạt được, hội đã được cấp trên đánh giá cao. Năm 2017, năm 2021 được Trung ương hội, tỉnh hội tặng bằng khen, liên tục được huyện hội xếp vào top đầu trong toàn huyện. Đang tiến vào lễ đài là khối diễu hành của Hội Nông dân xã Ngọc Mỹ về tham dự đại hội. Đại diện cho trên 900 hội viên, những người nông dân Ngọc Mỹ luôn tiếp nối và thể hiện đậm nét những truyền thống tốt đẹp của mình. Cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, anh dũng bất khuất trong đấu tranh, một lòng một dạ tin theo Đảng. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, nông dân xã Ngọc Mỹ thực hiện tốt công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Người dân Ngọc Mỹ đổi mới cơ cấu cây trồng, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, nhanh chóng áp dụng tiến độ khoa học kỹ thuật, đưa những cây con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Với những thành tích ấy, nhiều năm liền được Hội Nông dân cấp trên đánh giá cao. Đang tiến vào lễ đài là khối diễu hành cán bộ và nhân dân xóm Tân Ngọc về tham dự đại hội. Cán bộ và nhân dân xóm Tân Ngọc luôn đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Là nơi đặt trụ sở Ủy ban nhân dân xã, xóm có 105 hộ, 385 khẩu, xóm có đường quốc lộ 12B đi qua. Do đó, điều kiện phát triển kinh tế chủ yếu là kinh doanh và dịch vụ. Có nhiều tấm gương làm kinh tế giỏi, quy mô lớn, tạo công ăn việc làm cho nhân dân trong xóm, đời sống nhân dân ổn định và phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đến năm 2021 còn 3,81%. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển. Xóm đã xây dựng được đội văn nghệ, đội bóng chuyền, đội bóng đá thường xuyên luyện tập để giao lưu. Hiện xóm được cấp trên công nhận là làng văn hóa. Tại đại hội lần này, xóm tham gia đầy đủ các môn thi đấu. Đang tiến vào lễ đài là khối diễu hành của cán bộ và nhân dân xóm Cội Vĩnh về tham dự đại hội. Cán bộ và nhân dân xóm Cội Vĩnh luôn phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Xóm Cội Vĩnh, sau quá trình sáp nhập giữa xóm Cội và xóm Vĩnh, xóm có tổng diện tích tự nhiên là 175 ha. Xóm có 112 hộ với 532 nhân khẩu. Cán bộ và nhân dân luôn đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xóm được huyện công nhận đạt danh hiệu làng văn hóa trong phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, là xóm có phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển đều đặn, có đội văn nghệ sẵn sàng tham gia biểu diễn giao lưu phát triển ở các môn bóng chuyền hơi, bóng đá nam. Đến với đại hội lần này, xóm có vận động viên tham gia đầy đủ các môn thi đấu trong đại hội. Đang tiến vào lễ đài, đó là khối diễu hành cán bộ và nhân dân xóm Giường
về tham dự đại hội. Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân xóm đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, được cấp trên công nhận là làng văn hóa. Xóm có tổng diện tích tự nhiên là 16,5 ha, có 104 hộ với 382 nhân khẩu. Dân tộc Kinh chiếm 65%, còn lại là dân tộc khác. Với địa thế trung tâm chợ Ngọc Mỹ, do đó có điều kiện phát triển kinh tế, kinh doanh dịch vụ, mua bán hàng hóa, đời sống nhân dân ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,96%, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển. Xóm đã xây dựng được đội văn nghệ, đội bóng đá nam, bóng chuyền hơi nữ, thường xuyên luyện tập để giao lưu thi đấu. Đến với đại hội lần này, xóm tham gia đầy đủ các môn thi đấu. Đang tiến vào lễ đài là khối cán bộ và nhân dân xóm Mu Biển. Xóm được thành lập là do quá trình sáp nhập giữa xóm Mu và xóm Biển. Hiện nay xóm có tổng diện tích tự nhiên là 120 ha, có 160 hộ, 670 nhân khẩu. Dân tộc Mường chiếm 99,7%, còn lại là dân tộc khác. Phát triển kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, chăn nuôi. Đời sống nhân dân ổn định, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển. Nổi trội có đội văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc để phục vụ giao lưu, tham gia biểu diễn. Xóm luôn được duy trì và phát triển môn thể thao như bóng đá nam, bóng chuyền hơi. Đến với đại hội lần này, xóm tham gia đầy đủ các môn thi đấu. Đang tiến vào lễ đài, đó là khối diễu hành cán bộ và nhân dân xóm Bùi Cút. Xóm Bùi Cút là xóm được thành lập sau sáp nhập giữa xóm Bùi và xóm Cút, nằm cách trung tâm xã 1,5 km về phía đông. Diện tích tự nhiên là 327,8 ha. Xóm có 160 hộ với 729 nhân khẩu. Nhân dân trong xóm đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa, kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người ngày càng cao, đời sống nhân dân ổn định, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm. Xóm có đội văn nghệ thường xuyên luyện tập để giao lưu. Xóm duy trì tốt và phát triển đội bóng đá nam, bóng chuyền nam, luôn đạt giải cao trong thi đấu. Đến với đại hội lần này, xóm tham gia đầy đủ các môn thi đấu. Đang tiến vào lễ đài là khối diễu hành của cán bộ và nhân dân xóm Quảng Làng. Sau quá trình sáp nhập giữa xóm Quảng 1 và xóm Làng, xóm có dân cư phân bố trải dài trên 3 km với tổng diện tích tự nhiên là 277 ha, cách trung tâm xã 2 km về phía đông bắc. Tập thể nhân dân xóm Quảng Làng luôn được các cấp lãnh đạo tặng khen về nhiều mặt. Xóm có 120 hộ, 538 nhân khẩu, dân tộc Mường chiếm 97,6%, còn lại là dân tộc khác. Nhân dân trong xóm luôn hưởng ứng cao về chương trình xây dựng nông thôn mới, đã hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây dựng trường, giao thông nông thôn, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đời sống nhân dân ổn định, nhiều năm liền được công nhận làng văn hóa, luôn có đội văn nghệ, đội bóng chuyền thường xuyên tập luyện thi đấu và giao lưu. Đến với đại hội lần này, xóm tham gia đầy đủ các môn thi đấu. Đang tiến vào lễ đài, đó là khối diễu hành cán bộ và nhân dân xóm Quảng 2. Xóm có tổng diện tích tự nhiên là 70 ha với 109 hộ gồm 467 nhân khẩu. Trong những năm qua, xóm Quảng 2 luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đạt hiệu quả kinh tế cao. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao luôn được duy trì và phát triển. Xóm đã xây dựng được đội văn nghệ, đội bóng chuyền, đội bóng đá thường xuyên luyện tập để giao lưu và thi đấu. Đến với đại hội lần này, xóm tham gia đầy đủ các môn thi đấu. Đang tiến vào lễ đài là khối diễu hành của cán bộ và nhân dân xóm Đôi về tham dự đại hội. Xóm Đôi là xóm vùng sâu cách trung tâm xã 5 km về phía đông, thuộc xóm vùng 135 của xã, có tổng diện tích tự nhiên là 500 ha. Xóm có 159 hộ với 667 nhân khẩu. Phong trào phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh luôn được quan tâm. Xóm nhiều năm liên tục được công nhận là làng văn hóa. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được quan tâm, tập luyện và phát triển. Hiện nay xóm đã thành lập được đội văn nghệ, đội bóng chuyền nam, đội bóng chuyền nữ, thường xuyên tập luyện để nâng cao sức khỏe và thi đấu giao lưu. Đến với đại hội lần này, xóm tham gia đầy đủ các môn thi đấu. Đang tiến vào lễ đài là khối diễu hành cán bộ và nhân dân xóm Cầu Phung về tham dự đại hội. Là xóm có đường quốc lộ 12B đi qua, thuận tiện cho việc kinh doanh hàng hóa. Với diện tích tự nhiên là 120 ha, có 132 hộ với 556 nhân khẩu. Phát triển kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, kinh doanh hàng hóa. Nhân dân trong xóm đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đem lại hiệu quả, thu nhập năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ hộ nghèo của xóm còn 9,09%.
chi bộ và ban quản lý xóm luôn quan tâm phát triển phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, thành lập được đội văn nghệ bóng chuyền nam, đội bóng chuyền nữ thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe. Đến với đại hội lần này, xóm Cầu Phung có vận động viên tham gia đầy đủ các môn thi đấu. Đang tiến vào lễ đài là khối cán bộ và nhân dân xóm Cóc 1. Hiện nay xóm Cóc 1 có 89 hộ, 427 khẩu, là một xóm vùng cao thuộc xóm 135 của xã, cách trung tâm xã 8 km về phía đông bắc. Xóm có diện tích rộng, dân cư sống rải rác, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Song cán bộ và nhân dân xóm luôn đoàn kết hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Nhân dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đem lại nguồn thu nhập cao, đời sống đi vào ổn định. Hiện xóm đã có nhà văn hóa kiên cố, có chi trường cấp 1-2 mở tại xóm. Con em trong hai xóm cấp 1-2 được đến trường thuận tiện. Xóm đã xây dựng được đội văn nghệ, đội bóng chuyền nam nữ, thường xuyên tập luyện tham gia giao lưu thi đấu. Đến với đại hội lần này, xóm tham gia đầy đủ các môn thi đấu. Đang tiến vào lễ đài, đó là khối cán bộ và nhân dân xóm Phung 2 về tham dự đại hội. Xóm có tổng diện tích tự nhiên là 74,3 ha, xóm có 145 hộ, 615 nhân khẩu, dân cư sinh sống chạy dọc theo hai bên đường quốc lộ 12B. Kinh tế phát triển chủ yếu là nông nghiệp và dịch vụ, kinh doanh buôn bán, thu nhập bình quân hàng năm đều tăng, đời sống nhân dân ổn định. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển. Xóm đã có nhà văn hóa kiên cố, đã xây dựng được đội văn nghệ, đội bóng chuyền nam, đội bóng chuyền hơi nữ, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để giao lưu và thi đấu. Đến với đại hội lần này, xóm tham gia đầy đủ các môn thi đấu. Đang tiến qua lễ đài là khối cán bộ và nhân dân xóm Cóc 2 về tham dự đại hội. Xóm có tổng diện tích tự nhiên là 437 ha, xóm có 84 hộ, 362 nhân khẩu, là một xóm vùng cao thuộc xóm 135 của xã. Xóm cách trung tâm xã 12 km về phía đông bắc. Kinh tế phát triển chủ yếu là nông nghiệp, trồng rừng, dân cư sống rải rác, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Song quá cán bộ và nhân dân xóm luôn đoàn kết hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Nhân dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đem lại nguồn thu nhập ổn định. Phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao phát triển. Xóm đã có nhà văn hóa kiên cố, đã xây dựng được đội văn nghệ và đội bóng chuyền nam nữ thường xuyên tập luyện, giao lưu thi đấu. Đến với đại hội lần này, xóm tham gia đầy đủ các môn thi đấu. Đang tiến qua lễ đài, đó là khối cán bộ và nhân dân xóm Vừa Sống về tham dự đại hội. Xóm Vừa Sống cách trung tâm xã khoảng 3 km về phía nam. Xóm có tổng diện tích tự nhiên là 209,5 ha. Hiện nay, xóm có 91 hộ, 379 nhân khẩu, là xóm vùng sâu thuộc xóm 135 của xã. Phát triển kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, trồng rừng, do đó đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Song cán bộ và nhân dân trong xóm đã đoàn kết hoàn thành mọi nhiệm vụ. Nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Xóm đã có nhà văn hóa kiên cố. Xóm đã xây dựng được đội văn nghệ, đội bóng chuyền nam, đội bóng chuyền nữ, thường xuyên luyện tập để tham gia các chương trình giao lưu, thi đấu, phong trào thể dục thể thao ngày càng được phát triển. Đến với đại hội lần này, xóm tham gia đầy đủ các môn thi đấu. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, ngọn lửa được truyền từ đời này qua đời khác rực cháy trong suốt quá trình thời đại và đã được truyền nhựa sống vào từng con tim, khối óc của mỗi người dân Việt Nam. Và hôm nay, ngọn lửa ấy lại rực cháy trong đại hội thể dục thể thao của chúng ta. Ngọn lửa trong đại hội thể dục thể thao xã Ngọc Mỹ lần thứ 6 năm 2022 được vận động viên Bùi Bình Minh của đơn vị xóm Bùi Cút và các vận động viên tiêu biểu đạt nhiều thành tích cao trong thi đấu của xã nhà, rước từ nhà bia anh hùng liệt sĩ xã mang về với đại hội và đang tiến vào lễ đài. Để ngọn lửa ấy được rực cháy trong suốt quá trình đại hội, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Bùi Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, lên nhận đuốc và thắp lên ngọn lửa truyền thống của đại hội thể dục thể thao xã Ngọc Mỹ lần thứ 6 năm 2022. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể bà con nhân dân, trước mặt chúng ta ngọn lửa thiêng đang rực cháy. Ngọn lửa biểu tượng cho tinh thần anh dũng, lòng quả cảm, thể hiện cho ý chí vươn lên của con người Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Truyền thống ấy, tinh thần ấy, ngọn lửa ấy sẽ luôn rực cháy trong mỗi chúng ta và nó sẽ trở thành bất diệt. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc cho đại hội thể dục thể thao xã Cổng Mỹ lần thứ 6 năm 2022 thành công, tốt đẹp.
Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời đoàn chủ tịch, quý vị đại biểu cùng toàn thể đại hội đứng dậy chỉnh đốn trang phục để làm lễ chào cờ. Nghiêm! Kính mời đoàn chủ tịch, quý vị đại biểu an tọa, các khối diễu hành đứng nguyên vị trí. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa đại hội. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Mỹ long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 6 năm 2022. Về dự và chỉ đạo đại hội, thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu các quý vị đại biểu khách quý. Về phía lãnh đạo huyện Tân Lạc, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Văn Viện, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tân Lạc, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện là thành viên ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Tân Lạc lần thứ 7, các đồng chí chuyên viên phòng văn hóa, các đồng chí phóng viên Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tân Lạc về dự và đưa tin, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía lãnh đạo xã Ngọc Mỹ, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Bùi Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Bùi Thị Răng, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, trưởng phó các ban ngành đoàn thể xã, công chức cán bộ Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các trường học, trạm y tế, các đồng chí là trưởng đoàn, huấn luyện viên, tổ trọng tài, các doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn xã. Đặc biệt xin được chào mừng trên 400 vận động viên tham gia tranh tài ở 5 môn thi đấu của đại hội và đông đảo nhân dân xã Ngọc Mỹ đã tham gia đón xem, khích lệ, cổ vũ cho lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã Ngọc Mỹ lần thứ 6 năm 2022 ngày hôm nay. Một lần nữa đề nghị đại hội chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể đại hội, tiếp theo chương trình ngay sau đây, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Bùi Thị Răng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban tổ chức lên đọc diễn văn khai mạc đại hội. Xin được trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các vận động viên, bà con nhân dân và các em học sinh thân mến, trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quân sự địa phương, Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban xã Ngọc Mỹ luôn quan tâm phát triển sự nghiệp văn hóa thể dục thể thao nhằm tăng cường sức khỏe, hoàn thiện thể chất con người, góp phần tích cực vào phát triển nguồn lực, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Hôm nay được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Mỹ long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 6 năm 2022, tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao huyện Tân Lạc lần thứ 7 năm 2022. Thay mặt ban tổ chức, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu và toàn thể nhân dân có mặt trong buổi lễ khai mạc. Nhiệt liệt chào mừng các khối, các ngành, các đồng chí trong ban chỉ đạo, ban tổ chức đại hội, các tổ trọng tài, giám sát cùng tất cả các vị đang theo dõi lễ khai mạc đại hội. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, vận động viên cùng toàn thể bà con nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các vị đại biểu, hoạt động thể dục thể thao có hiệu quả là tích cực trong việc nâng cao sức khỏe,
góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần và xây dựng lối sống lành mạnh của nhân dân, đẩy lùi tai nạn xã hội. Đảng ta luôn coi trọng phát triển thể dục thể thao là một bộ phận quan trọng trong chính sách xã hội, cũng đã xác định được nhiệm vụ trọng tâm của văn hóa thể dục thể thao là tập trung xây dựng con người phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, luôn trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng của sự nghiệp và phát triển thể dục thể thao, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Mỹ đã phối hợp với mặt trận và đoàn thể triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, đặc biệt là triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển thể dục thể thao của xã nhà và các cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, phong trào thể dục thể thao tiếp tục được phát triển sâu rộng và có chất lượng. Các thiết chế văn hóa thể thao luôn được quan tâm và đầu tư nâng cấp, xây dựng phần nào đã đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ tập luyện thể dục thể thao của nhân dân xã nhà. Bên cạnh đó đã phát triển bồi dưỡng nhiều vận động viên tham gia thi đấu thể dục thể thao tại huyện. Kính thưa các vị đại biểu, Đại hội Thể dục Thể thao xã Ngọc Mỹ lần thứ 6 diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi, chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và kỷ niệm 76 năm ngày Thể thao Việt Nam. Đảng bộ và nhân dân xã Ngọc Mỹ đã và đang ra sức thi đua triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020-2025, quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với ý nghĩa to lớn đó, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Mỹ đã đề nghị các xóm, các ban ngành, hội đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thi đấu thể dục thể thao, tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tác dụng của luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, đội ngũ trọng tài và vận động viên chấp hành nghiêm nội quy điều lệ của ban tổ chức và giữ vững kỷ luật trong thi đấu, thi đua quyết thắng, giành nhiều thành tích cao trong đại hội. Quan trọng hơn là sau đại hội lần này, chúng ta phát huy những kết quả đã đạt được, ra sức đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng xã Ngọc Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới, đưa phong trào thể dục thể thao trong toàn xã lên một bước mới, xứng đáng với tiềm năng của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà nghị quyết Đảng bộ xã Ngọc Mỹ lần thứ 25 đề ra trên lĩnh vực văn hóa thể dục thể thao. Kính thưa các vị đại biểu, Đại hội Thể dục Thể thao xã Ngọc Mỹ lần thứ 6 năm 2022 thu hút trên 1.000 vận động viên tham gia và 6 nội dung thi đấu, trong đó có 4 nội dung đã được tổ chức trước đại hội và còn 2 nội dung thi đấu trong đại hội. Thay mặt ban tổ chức, tôi đề nghị các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trung thực, phấn đấu đạt thành tích cao nhất. Các đồng chí trong ban tổ chức trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc công minh, khách quan, trung thực, đúng luật để góp phần vào sự thành công của đại hội. Sau đại hội, các xóm, các ban ngành đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa xã hội hóa công tác văn hóa thể thao, không ngừng củng cố, mở rộng các loại hình câu lạc bộ, đầu tư xây mới, nâng cấp các công trình văn hóa thể thao, mua sắm trang thiết bị, thúc đẩy phong trào văn hóa thể dục thể thao của xã nhà càng phát triển. Với tinh thần đó, thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao của xã Ngọc Mỹ lần thứ 6 năm 2022. Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý, các đội ngũ trọng tài, các đồng chí trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội Thể dục Thể thao xã Ngọc Mỹ lần thứ 6 năm 2022 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Bùi Thị Giang, trưởng ban tổ chức đại hội. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời đồng chí Bùi Văn Tiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội lên đọc lời kêu gọi toàn dân tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Xin được trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đại hội, thay mặt ban tổ chức đại hội, tôi xin đọc lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh: giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công.
Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần. Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Việc đó không tốn kém, không khó khăn gì. Gái trai, già trẻ, ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi một người dân lúc ngủ dậy tập ít phút thể dục, lúc nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ. Như vậy là sức khỏe, dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ai cũng gắng tập thể dục, tự tôi ngày nào cũng tập. Trên đây là lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, viết để khích lệ, động viên toàn thể nhân dân tập thể dục, tăng cường sức khỏe. Cuối cùng xin kính chúc đoàn chủ tịch, các vị đại biểu khách quý, đại biểu đại hội sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bùi Văn Tiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Ban Tổ chức Đại hội. Tiếp theo chương trình, xin mời vận động viên Bùi Bình Minh thay mặt cho toàn thể các vận động viên tham gia các môn thi đấu trong đại hội lên đọc lời hứa. Xin kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, kính thưa các vị trưởng đoàn, huấn luyện viên, tổ trọng tài cùng toàn thể các vận động viên. Tôi, Bùi Bình Minh, xin thay mặt cho toàn thể các vận động viên về tham gia giải thi đấu các môn thể thao được tổ chức tại kỳ đại hội thể dục thể thao xã Ngọc Mỹ lần thứ 6 năm 2022. Xin hứa: 1. Tuyệt đối chấp hành điều lệ thi đấu mà ban tổ chức đại hội đã đề ra, sự điều hành của ban tổ chức và trọng tài. 2. Tham gia thi đấu trên tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng. 3. Thi đấu một cách tích cực, nỗ lực hết mình để đạt kết quả cao nhất. Xin hứa, xin hứa, xin hứa. Cuối cùng, tôi xin chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn vận động viên Bùi Bình Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời trọng tài Bùi Văn Tuất, đại diện cho lực lượng trọng tài của đại hội lên đọc lời tuyên thệ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, kính thưa các đồng chí trưởng đoàn, huấn luyện viên cùng toàn thể các vận động viên. Tôi, Bùi Văn Tuất, xin thay mặt tổ trọng tài điều hành các trận thi đấu một số môn thể thao trong khuôn khổ đại hội thể dục thể thao xã Ngọc Mỹ lần thứ 6 năm 2022. Xin hứa: 1. Tuân thủ tuyệt đối theo quy định điều lệ giải, áp dụng đúng điều lệ, điều luật hiện hành. 2. Điều hành các trận thi đấu trên tinh thần trung thực, khách quan, vô tư, đúng luật. 3. Luôn tạo điều kiện để các vận động viên thi đấu đạt thành tích tốt nhất. Xin hứa, xin hứa, xin hứa. Cuối cùng, tôi xin chúc các đồng chí lãnh đạo, chúc các vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin được trân trọng cảm ơn trọng tài Bùi Văn Tuất. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, về tham dự đại hội ngày hôm nay để cùng chúc mừng đại hội cũng có các doanh nghiệp, gia đình, tập thể cũng có mặt để cùng tham dự cổ vũ cho chương trình đại hội ngày hôm nay. Ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện của vật liệu xây dựng Đức Thủy tặng hoa chúc mừng đại hội. Xin được trân trọng kính mời các gia đình Tiến Tuyết, gia đình Họa Hương, gia đình Mai Khương, gia đình Khải Phượng tặng hoa chúc mừng đại hội. Xin được trân trọng kính mời đại diện đồ gỗ Hoàn Quý tặng hoa chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời đại diện công ty Giam Keo tặng hoa chúc mừng đại hội. Kính thưa toàn thể quý vị, về tham dự chương trình đại hội ngày nay cổ vũ động viên, còn có rất nhiều các gia đình tập thể cũng đã có mặt để cùng chúc mừng đại hội và có món quà ý nghĩa để cùng chúc cho đại hội thành công tốt đẹp. Xin toàn thể đại hội sẽ dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng cảm ơn ạ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại diện các khối tham gia diễu hành bước lên phía trước để nhận cờ lưu niệm của ban tổ chức. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí lãnh đạo, trân trọng cảm ơn tất cả các trưởng đoàn,